Một trận đấu tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta. Tất nhiên rồi, hãy ổn định chỗ ngồi và trận đấu của các bạn trông chờ sẽ được đến rất nhanh thôi. Đã có tín hiệu bắt đầu trận đấu từ trọng tài. Michael Ballack. Phanh Lampard. Trọng tài quyết định cho trận đấu tiếp tục. Michael Ballack. Phanh Lampard. Lindelöf. Sóng gió đã nổi lên. Và trận bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Trọng tài xác định đó là một quả phạt góc. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Phanh là phát. Họ nên tập trung ngay bây giờ trước quả đá phạt. Rafinha. Last turn. Trọng tài có lẽ đang hơi nương tay trong tình huống này. Cản bóng tốt. Nguy hiểm. Để mất bóng. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tận bóng đúng thời điểm. Có thể tận bóng. Nguy hiểm. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Đó là pha cản bóng thân sâu. Anh ta cần cải tiến hơn và kỹ năng soạn bóng tốt hơn nữa có thể sẽ không dễ đến sai lầm của anh ấy. Là một pha biểu diễn và đừng có cơ hội. Tuyệt vời. Đó là một pha dứt điểm tuyệt vời. Họ đá vừa với nhau rất nhịp nhàng. Cá nhân tôi rất thích bàn thắng này, nó thật sự rất thú vị. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Joe Stone. Phanh là bắt. Một cú sọ bóng rất mạnh và đá cướp được bóng. Ba thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt hết đợt tấn công. Anh ta đã chuyền được bóng cho đồng đội của mình. Rafinha. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Michael Ballack. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Cắt bóng hay. Phanh là phát. Chuyền bóng lại. Anh ta đã xoạc xuống bóng, nhưng bóng đi hết đường biên dọc. Không tốt. Thực ra đánh đầu chính xác là một việc không dễ một chút nào, nên pha bóng vừa rồi không có gì đáng trách cả. Thời gian từ giờ tới 3 phút. Rất nhiều đường chuyền. Đó nên là một cơ hội. Cú sút không trúng đích.
Michael Ballack. Chỉ có một bàn được ghi trong hiệp này. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai. Rafinha. Zaha Kanté. Rudiger vừa có pha phóng lên. Van der Vaart. Anh ấy gần như đã thăng bằng nhưng không vẫn chưa đứng vững được. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Tình huống tấn công rất hay. Tạt bóng đi. Vớt bóng trong vòng cấm. Hugh Minson. Đây rồi. Và đó sẽ là quả phát bóng lên. Rafinha. Kinh. Tiến lên đi. Và bây giờ thủ môn có thể phát động một cuộc tấn công mới. Không truyền hỏng bất kỳ đường truyền nào. Sút đang ngăn chặn tuyệt vời. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Son. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Bóng đã nằm gọn trong tay anh ta. Kinh. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Sút đi. Cản bóng chính xác. Vậy mà có người nói bóng đá ngày nay không còn hậu vệ hay nữa. Có cơ hội ngay bây giờ. Và ngăn chặn tuyệt vời. Tuyệt vời. Đây là một cơ hội khác. Thật tuyệt khi sút. Họ nên sút bóng tầm thấp. Rất có thể đội bóng sân nhà sẽ giữ lại chọn vẹn chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chính xác là như vậy, họ đã tận dụng triệt để được lợi thế sân nhà để tạo ra lợi thế tuyệt đối so với đối thủ. Chúng ta đang trong thời điểm cuối cùng của trận đấu, nhưng tất cả mọi người vẫn đang theo dõi rất sát mọi tình huống trên sân. Last turn.
Michael Ballack. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Đây rồi, bàn thắng. Pha trả bóng đầu tiên của cầu thủ mới vào sân thay người và đó cũng là bàn thắng. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu, không có nghi ngờ gì về điều đó. Đây rồi, pha quay chậm xe cho chúng ta thấy được rõ bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang rất sớm từ cầu thủ kiến tạo. Hàng phòng ngự đã phán đoán tình huống chưa tốt khi để anh ấy bật lên đánh đầu. Đúng vậy, anh ta đánh đầu trông như thế khá thoải mái. Ronaldo. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt. Có cơ hội. Tuyệt vời. Sút. Và ngăn chặn tuyệt vời. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Son. Bóng đã nằm gọn cho tay anh ta. Kinh. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Đây rồi, bàn thắng. Pha trả bóng đầu tiên của cầu thủ mới vào sân thay người và đó cũng là bàn thắng.